Dạo tin dương dương và lộ tư tránh tuyên truyền cho tranh thiên hạ vì sợ bị liên lụy dương dương và lộ tư lạnh nhạt với tranh thiên hạ tranh thiên hạ hiện đã dần đi đến đại kết cục với sự góp mặt của hai lưu lượng hút fan hiện nay là dương dương và lộ tư tranh thiên hạ được kỳ vọng ngay khi vừa mới công bố dàn diễn viên được xếp vào hàng những bộ phim cấp s cộng các phim chú trọng đầu tư nhưng dường như tranh thiên hạ không được dương dương và lộ tư để tâm cả hai tỏ ra rất lạnh nhạt đối với việc quảng bá phim khiến nhiều khán giả tỏ ra khó hiểu Mới đây một nguồn tin đã cho biết Dương Dương và Lộ Tư cơ bản sẽ không thể kết hợp tuyên truyền. Bằng chứng là kể từ khi phim lên sóng, Dương Dương và Lộ Tư rất ít khi quảng bá cho phim trên Weibo. Trong suốt khoảng thời gian tranh thiên hạ và đặc chiến Vinh Quang lên sóng, Dương Dương liên tục đăng ảnh hậu trường của nhân vật Yến Phá Nhạc trong đặc chiến Vinh Quang và hoàn toàn ngó lơ tranh thiên hạ. Chỉ Lộ Tư chăm tương tác trên Weibo là vậy, cũng tỏ ra thở ơ trong việc đăng bài tuyên truyền. Khán giả cho rằng nguyên nhân của việc này chủ yếu là do phim có quá nhiều lùm xùm, cả hai vì không muốn dây vào rắc rối nên cứ để phim tự xử. Trước đó cũng đã từng có nguồn tin cho rằng tranh niên hạ không được hai diễn viên chính đặt nhiều kỳ vọng, chỉ là dự án lót đường cho những bộ phim sau mà thôi. Được biết tranh niên hạ vừa bị tố cáo đạo nhái bộ phim Hạc lệ hoa đình, vừa bị tố cáo có hành vi ngược đại động vật. Mới đây bộ phim tiếp tục rời nên những tranh cãi, chủ yếu về nội dung và chất lượng phim. Nhiều cảnh phim dùng kỹ xảo quá ảo diệu, trong khi kịch bản thì được xây dựng nóng nẻo, thiếu logic đến khó hiểu. Nhiều khán giả cho rằng bộ phim đang dần đánh mất phong độ của mình, thậm chí là bộ phim cấp S+, thất bại nhất năm 2022. Về bạn nghĩ sao về màn hợp tác của Dương Dương và Lộ Tư trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ? Đừng ngại, hãy comment ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.